Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 là nhiệm kỳ thứ 15 của Quốc hội Việt Nam, được bầu vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 với 499 đại biểu. Vâng, thưa các bạn, dưới quyền Chủ tịch Quốc hội sẽ là các Phó Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội là ai? Chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định. Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3 tháng 1 năm 1964 tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Về giáo dục, ông học giáo dục phổ thông 10 trên 10. Ông có bằng cử nhân luật học và tiến sĩ luật học. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Tóm tắt về sự nghiệp của ông, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 20 tháng 5 năm 1987. Ông có thời gian công tác lâu năm tại Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ trưởng vụ thư ký, biên tập, Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2008, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ngày 5 tháng 2 năm 2016, ông được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, ông được bầu giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam 1, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021 đến 2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 2. Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đức Hải. Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29 tháng 7 năm 1961, quê quán tại xã Kỳ Hưng, quận Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Về giáo dục, ông học giáo dục phổ thông 10 trên 10. Ông có bằng Đại học Tài chính Kế toán, nay là Học viện Tài chính. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Tín dụng và cao cấp lý luận chính trị. Tóm tắt về sự nghiệp của ông như sau. Ngày 20 tháng 7 năm 2006, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 đến 2009 thay ông Nguyễn Xuân Phúc. Lúc này ông nguyên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 2008, ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19 nhiệm kỳ 2005 đến 2010. Năm 2010, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 20 nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Năm 2015, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam điều động ông giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 20 tháng 07 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Việt Nam. 3. Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Quang Phương. Ông Trần Quang Phương sinh ngày 6 tháng 5 năm 1961 tại tỉnh Quảng Bình, nguyên quán tại tỉnh Quảng Ngãi. Về giáo dục, trình độ giáo dục phổ thông của ông là 12 trên 12. Ông có học vị cử nhân về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Bằng lý luận chính trị của ông là cao cấp. Tóm tắt về sự nghiệp của ông như sau. Năm 1979, ông là chiến sĩ, tiểu đội trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 809, sư đoàn 432, quân đoàn 14. Tháng 9 năm 1983, ông được cử đi học tại trường sĩ quan chính trị. Ngày 12 tháng 10 năm 1983, ông chính thức trở thành đảng viên. Năm 1986, ông ra trường với tấm bằng loại ưu thủ khoa của khóa học. Sau đó ông được Bộ Quốc phòng điều về quân khu 5 nhận công tác. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, ông được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Tháng 5 năm 2019, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 15. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13,
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 15 phụ trách quốc phòng, an ninh, Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Ông từng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. 4. Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10 tháng 2 năm 1967 tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trình độ học vấn 12/12, tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Yên Mô A. Bà có bằng cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ quản trị kinh doanh và cử nhân luật. Tóm tắt về sự nghiệp của bà như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 1988, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 11 năm 1988, bà là cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Ninh Bình. Tháng 3 năm 2000, ở tuổi 33 bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, rồi lần lượt được bầu, chỉ định các chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15 tháng 7 năm 2005, bà được điều động làm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình. Ngày 10 tháng 1 năm 2006, bà được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được phân công làm trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ngày 9 tháng 1 năm 2013, bà được luân chuyển làm Bí thư huyện ủy Yên Khánh. Ngày 5 tháng 8 năm 2013, theo quyết định số 876 của Bộ Chính trị, bà được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thay cho tướng Tỉnh Báo, Bùi Văn Nam được Bộ Chính trị điều động quay trở lại Bộ Công an làm Thứ trưởng. Ở thời điểm đó, bà là một trong bốn Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước, ba người còn lại là ông Trần Sĩ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Cuối tháng 4 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định cho bà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, điều động, phân công bà giữ chức Phó trưởng Ban Ban Tổ chức Trung ương, hỗ trợ cho trưởng Ban Phạm Minh Chính. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà giữ chức vụ trưởng Ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều ngày 6 tháng 6 năm 2024, với 467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bà Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng Ban Công tác đại biểu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Bà hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.